Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 2 năm 2020. Đến với bản tin hoạt trình đốn gồm có tin phân tích và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, với Phương có mời quý vị theo dõi bản tin phân tích với Võ Thành Nhân và ông Đinh Hùng Cường. kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với ông Đinh Hùng Cường để tìm hiểu về nội dung của bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump tối hôm qua ở tại State of the Union và những cái chuyện bên lề của cái State up union nó, nó như thế nào và à, chúng ta có thể có những cái giống như là à, tham luận với lại ông đinh hùng cường để mà tìm hiểu và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi à, trước hết xin được kính chào ông đinh hồng cường dạ xin chào anh võ thành nhân xin chào quý vị khán thính giả à, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi phải nói là rất là sôi nổi là vì cái chuyện này vừa mới xảy ra đêm ngày hôm qua dạ khi mà chúng ta nói nó sôi nổi có nghĩa là ở cái stack up review nhân thì cái ghi nhận của ông vấn đề sau nổi nó như thế nào vậy thưa ông? Ở việc thứ nhất là khi mà tổng thống Trung bước vào trong phòng hội đó, à, ông rất là nghiêm trọng. Ông không có một cái nụ cười hay là ông ấy không có một cái sự vui vẻ và ông ấy như ông có như là ông có một cái sự cũng như ông sẵn sàng để mà cũng như là để mà đáp ứng với mọi tình thế khó khăn. Và khi đó ông đi ông bắt tay một số những cái người mà thân cận trong chính quyền và, và tối cao pháp viện rồi đó là ông đi lên trên bục khi ông lên chân bục rồi đó, trước khi ông bước lên đó là ông ấy sốc cái áo hai lần tỏ cái người tự tin, xong rồi ông ấy đưa cái thuyết trình của ông cho ông phó tổng thống và cho bà uh, bà, Nancy bà, bà, Nancy bà Nancy Pelosi yeah. chủ tịch hạ viện và ông ấy không bắt tay hai người đó, ông ấy quay trở lại và ông bắt đầu cái bài diễn văn của ông. thì thưa với anh võ thì nhân quý vị trong mấy phút đầu đó thì có lẽ là ông ấy chưa có đè nén được cái khó chịu trong lòng thành ra ông ấy hơi có những cái lời nói không có gọi là th thông suốt nhưng mà sau đó thì ông ấy đã chế ngự và báo chí cũng như là đài truyền hình họ nói rằng ông ấy lờ hẳn đi cái vụ impeach ông coi như chuyện đã không có ông không đả động gì cái thái độ của ông vào trong cái buổi bài diễn văn đó thì thưa anh võ thành nhân và quý vị trong cái bài diễn văn đó thì ngoài những cái vấn đề mà Tổng thống Trump kê khai những cái thành quả to lớn mà ông đã đạt được trong 3 năm nhiệm kỳ của ông. Ấy. Và ông không có bỏ quên những người da đen, những người da màu và ông rất là đề cao blue collar tức là những người áo xanh những cái giới giai cấp mà làm việc thực sự lao động mà ở trong nước Mỹ đấy thì anh Võ nhân Và khi mà chúng ta nói cái bài diễn văn của tổng thống Donald Trump có những cái mà nó gọi là impact đối với lại cái cuộc bầu cử sắp tới thì ông ghi nhận như thế nào? cái mà có hai cái impact cái thứ nhất là cái kinh tế phát triển. Cái sự phát triển kinh tế nó đưa đến một cái độ mà phải nói là vượt bậc. Thí dụ ông nói là stock market đã vượt lên hẳn 70% rồi thì là tất cả những về kỹ nghệ, về cơ xưởng, về tiền lương các thứ đã đưa đến nước Mỹ một cái sự thịnh vượng, đó là cái vấn đề ảnh hưởng tới cái vấn đề bầu cử trong kỳ tới. Và thứ hai nữa đó là có cái này mà báo chí và truyền hình họ không nhấn mạnh là ông ấy đã nói rằng tôi đem lại cái danh dự lại cho nước mỹ và tôi đã đem lại cái sức mạnh cho nước mỹ và tôi đòi hỏi những người đồng minh phải chia sẻ cái phí tổn với nước mỹ và từ những cái chuyện đó chúng tôi đã để dành ra rất nhiều tiền cho nước mỹ nhưng mà họ không nhấn mạnh những cái điểm đó họ chỉ nói những cái vấn đề về kinh tế và có lẽ là bên uh, khi đảng dân chủ họ chú trọng nhiều về cái vấn đề heo để mà họ tấn công ông Trump trong cái buổi nói chuyện. Yeah. Nhưng mà khi mà chúng ta nói tới cái chính sách về ngoại giao của tổng thống Donald Trump thì theo ông những ngày tháng sắp tới uh, chính sách ngoại giao đó dựa trên cái bài diễn văn của tổng thống Donald Trump thì ông ghi nhận như thế nào vậy thưa ông? Thì uh, như thế này thưa anh võ thành nhân và thưa quý vị mình nhìn thấy rõ ràng đó là ngày hôm nay quốc hội họ sẽ họp để mà họ nói rõ ra là họ tha bổng cái việc mà Hạ viện tìm cách để mà impeach ông ấy Bởi vì là người ta đã thống kê Viện Gallup là một cái viện rất là có uy tín Nó đã thống kê 94 đảng Người trong đảng Cộng Hòa yểm trợ ông Trump Và 42% những cái người độc lập ở Trong yểm trợ ông Trump Và có 7% của đảng Dân Chủ Với những cái số người đó Viện Gallup nó poll như vậy đó Thì làm sao có thể impeach ông Trump Thành ra trong những ngày sắp tới đó Vấn đề ông Trump ông ấy sẽ tập trung vào Làm sao để tiếp tục tranh cử để mà có thể có 4 năm nữa. Bên cạnh đó là trong cái buổi mà khi ông đứng lên ông mà người ta vỗ tay đó thì Đảng Cộng hòa họ lên for more form thì bên Đảng dân chủ họ đứng lên họ họ bù cái chuyện đó thì đã có vấn đề tranh cử ngay ở trong cái bài diễn văn của tổng thống Trump rồi. Yeah. Yeah. Và cái chuyện bên lề của tổng thống Donald Trump và bà Nancy Pelosi. Vậy? Thưa anh Võ nhân và thưa <laughs> quý vị, tôi thấy đây là một cái vấn đề phải nói là À, không biết nói làm sao vì vì tôi nghĩ rằng cái vấn cái, đề cái, cái 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 đạo đức chính trị là quan trọng mà ông tổng thống chưa bị cách chức chưa bị impeach chưa có cái cái, cái cái thì bao lâu trong luật pháp Hoa Kỳ một người chưa bị có tội thì người đó vẫn là vô tội và và cái ngày hôm qua khi ông đang đứng nói chuyện đó với tư cách một tổng thống một nguyên thủ quốc gia mà bà làm một cái hành động đó tôi nghĩ là bà tự hạ cái nhân phẩm và và cái tư cách của bà ấy nhiều hơn. Nhưng mà có một cái điều đó là à, cái báo chí bên lề mà họ bênh Đảng dân chủ đó họ là ít đề cập cái chuyện đó. Nhưng mà họ nói rằng thì là một cái chuyện họ chưa bao giờ thấy một cái chuyện mà bà đã xé cái tờ giấy ngay sau lưng ông tổng thống. Nghe cái bài diễn văn của tổng thống Donald Trump cái bà bà đó không có sự thật ở trong đó. Dạ, thì bà 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 đó và và trong, trong cái trong cái lúc đó là bà có những cái thái độ gọi là distract trong khi ông tổng thống nói bà cứ ngồi bà cứ loay hoay loay này kia bà làm phân tâm những người người ta nghe thì cái đó tôi nghĩ là một cái hành động chưa có trưởng thành trong nhưng chính mà có trị. thể là nó nguyên do là tại vì tổng thống Donald Trump không thấy cái bàn tay của bà đưa ra bắt hay là không bắt tay của bà giờ đến nên à, thực sự cái, ra cái đó thì là một cái consequence thưa anh võ thành nhân thưa quý chính bản thân tôi tôi cũng không nhìn thấy cái đó nhưng mà sáng nay tôi rất ngạc nhiên khi tôi đọc báo báo nó nói rằng khi mà bà 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 Nancy bà đưa cái tay để định bắt thì ông Trump Ông làm như là đi nhưng mà vì cái chuyện nó xảy ra quá nhanh thành ra cái việc đó hầu như người ta không biết mà quả thật chính tôi tôi cũng không nhìn thấy cái đó thành ra có thể vì cái chuyện mà ông Trump không nhìn thấy cái việc bà đưa tay ra bắt hoặc là ông không muốn bắt tay bà đã tạo cho cái sự bực bội và bà có những cái mà mỹ gọi là overact như vậy rồi yeah. và cuối cùng thì ông có thể ghi nhận như thế nào chúng ta còn ba chục giây nữa à, là về cái bài diễn văn đó nó có đem được cái niềm tin của những người hoa kỳ trong tối thực hôm qua khi họ xem chương trình thực sự ra đó. thì vẫn theo cái bảng Gallup thống kê của hoa kỳ đó thì họ nói rằng thì 63% dân chúng nước mỹ À, gọi là rating ông Trump là thành công trong vấn đề kinh tế và tăng lên 7% so với năm so với tháng 11 vừa qua thì bây giờ nó nói thẳng ra đó đối với vấn đề tranh cử đó kinh tế là quan trọng chúng ta nhìn trong quá khứ ông Bush tài năng như thế thắng chiến tranh như thế kinh nghiệm như thế kinh tế xuống mất chức thành ra trong cái này cái quan trọng quan trọng nhất là kinh tế mà một khi kinh tế lên thì tôi nghĩ là ông Trung có nhiều hy vọng để tái tái đắc cử trong 4 năm nữa. Xin được cảm ơn ông Đinh Hồng Dạ, Vâng, xin cảm ơn võ thành nhân, xin cảm ơn tất cả quý vị. Dạ. À, kính thưa quý vị, chương trình bản tin phân tích của chúng tôi và ông Đinh Hồng Cường về bài diễn văn của tổng thống Donald Trump à, tối hôm qua đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.